Có nghĩa cho đến cái thời điểm bây giờ, tới tại thời điểm bây giờ, chúng ta vẫn thấy ở đâu đó, trên không gian mạng vẫn xuất hiện những cái cụm từ, vẫn xuất hiện những cái gọi là những câu nói của một số người, bảo rằng đứa bé 4 tuổi bẩm dân ăn chay và phục lầu kinh Phật. Tôi xin thưa tất cả các bà con, cái chỗ kinh Phật ở đây là thuộc lầu những cái kinh gì? Từ trước giờ cái không gian mạng đã dậy sóng hơn một tháng nay. Rồi bà con có thấy bé đọc những cái bài kinh nào hay chưa? Hay là những bài chú vỡ lòng mà nó thật sự bé vẫn còn ấp a ấp ứng? Đây là một trong những cái có phải ngay cái tựa đề đã là ma mị cộng đồng hay không? Ngay tựa đề đã gọi là chơi khăm với toàn bộ những Phật tử chân chính hay không? Cái vấn đề này chúng ta phải nghiêm túc xem lại. Mặc dù hiện bây giờ đó, tôi thấy rằng vẫn có rất nhiều kênh nhảy vô gọi là công kích lang thang Sài Gòn, nhưng đó là việc của các kênh, tôi không có quan tâm. Cái mục tiêu của tôi là tôi không có muốn là cái nhìn thấy những cái kiểu mà gọi là dị đoan mơ tín rồi tà kiến rồi đó ma mị một số bà con mà họ không có hiểu biết tí nào về Phật pháp. Có một số bà con bây giờ nói thật sự gặp bé Tường Lam mà bà con thấy không, gặp bé Tường Lam mà họ cái khấm nấm cúi đầu họ chào những người đó đáng tuổi ông tuổi bà của bé Tường Lam. Thế thì tôi hỏi rằng khi mà gia đình bé Tường Lam, những người ông người bà của bé Tường Lam nhìn những hình ảnh như vậy thì người ta sẽ có suy nghĩ gì? Người ta cảm thấy là vui mừng hay là cái cảm thấy là bất an? Và cái hành động của bé Tường Lam khi mà bước vô cái công viên Thảo Cầm Viên, thì chúng ta thấy đây một đứa bé nhỏ sẵn sàng bắt tay với một người đáng tuổi ông tuổi bà của mình. Cũng chính từ đâu? Cũng chính từ những cái vị mà đến bây giờ đó, lúc chiều tôi vẫn lướt lên kể như là cũng có thấy một số vị hiện bây giờ vẫn còn khẳng định một cái vấn đề. Bé Tường Lam 4 tuổi, bé Tường Lam 4 tuổi thuộc lầu kinh Phật. Đây là một trong những cái cụm từ đã là ngay từ đầu chúng ta thấy là có một sự ma mị. Ngay từ đầu chúng ta thấy là có một cái sự mà kể như là biết trong cái cụm từ rồi. Chứ đừng nói chi những cái hành động của bé và người mẹ của bé. Chúng ta thấy quá rõ. Thuộc lầu kinh Phật, thế kinh nào thuộc lầu? Thuộc lầu kinh Phật chẳng là từ trước giờ tất cả các kinh Phật mà giáo lý của cái như là Ngài Thích Ca để lại mà bây giờ bé thuộc lầu hết hay sao? Đấy, thuộc lầu kinh Phật có nghĩa là từ trước giờ tất cả những cái kinh sách nào đó là bé thuộc hết. Đấy. Và cũng chính từ cụm từ nó ma mị như vậy cho nên bà con mới chết mới hiểu lầm rất nhiều. Riêng cái câu cụm từ đó là tôi cực kỳ phản đối. Không thể nào mà cái như là để đưa một cụm từ vậy và đưa một con bé lên nó chỉ biết là thuộc đôi ba câu chú rồi để cho không gian mạng xáo trộn. Bây giờ chia gọi là chia phe này phe kia. Có những người nói thật sự đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu ra được cái vấn đề. Hôm nay cứ một tuần lễ nay là ở miền Nam Việt Nam chúng ta có xuất hiện một cái bé gái Tường Lam chỉ 4 tuổi thôi. Đã là con ha. Ngay cả cái đầu tiên đi vào câu chuyện thì cái vị này cũng phát ngôn một cái vấn đề miền Nam chúng ta xuất hiện. Họ xem đây là một trong những cái hiện tượng mà nó lạ lắm, hiện tượng mà ngàn năm có một. Tôi nói quý bà con mấy cái vị đó tôi xin lỗi nha, tôi nói là chắc anh thấy chắc qua chạm rồi. Mấy vị này ở trong cốc và trong hang đó, rồi cái như là nghe bé Tường Lam đó rồi nháy ra là nói bừa nó càng nói đại thôi. Thật sự mấy vị này cũng chưa xem hết những cái clip của Độc Lạ Bình Dương, họ chưa xem hết mà ra bà con thấy họ phán ghê. Một đứa bé mà nó thuộc đâu được mấy cái câu chú thôi mà cái vị này cũng xem đó là một trong những cái hiện tượng lạ. Đầu lên cái như là có những cái ngôn từ ở miền Nam nước ta bỗng dưng xuất hiện mới ghê chứ quý vị. Bỗng dưng xuất hiện một cô bé 4 tuổi. Mà cuối cùng là mình xem đến một đoạn cụ này cũng không có xem mà nghe người ta nói không hà. Bà con thấy nguy hiểm không? Thời buổi bây giờ cái thời buổi công nghệ rồi mà vẫn còn nghe truyền miệng để mà coi như là thêm mắm dặm muối vô cho nó hành tráng câu chuyện. Đi học ở đâu cho sao? Giáo lý nhà Phật không học, lại đi học với một đứa trẻ. Mà trong khi đó nó thật sự trong câu chuyện này có những cái mà nó tà kiến dị đoan mà tính rất khủng khiếp. Vậy mà qua cái miệng mấy vị này cũng là tỏ vẻ là đây là một trong những cái hiện tượng nó cực kỳ nó quý hiếm, một trong những hiện tượng mà cái như là cả ngàn năm mới xuất hiện một lần. Mà
và tự nhiên thông hiểu Phật pháp một cách vô song. Thì đây là một cái chuyện. Hay là con ha. Tự nhiên ăn chay và thông hiểu Phật pháp một cách vô song. Như thế nào gọi là tự nhiên? Thế những cái clip mà những ngày vừa qua tôi đưa lên rồi, cái như là chắc là cụ này chắc là không đọc, không nghe luôn, không xem luôn. Thế những cái mà cái như là bé, cái như là uống trà sữa, bé ăn bánh tráng trộn đấy cũng gọi là ăn chay hả? Hả? Rồi cái như là thông hiểu Phật pháp một cách vô song. Theo ông nghĩ như thế nào là vô song? Bé đọc đôi ba câu chú cũng là quan niệm của ông, cũng là thuộc lầu kinh Phật hả? Rồi đó là am hiểu Phật pháp vô song hả? Hả? Tôi nói một đứa trẻ đó, bà con chắc là cũng đã từng xem những cái chương trình thách thức danh hài của là năm bé tại cái như là tỉnh Thất Bồng Lai. Năm đứa bé đấy, bà con thấy cũng qua người lớn đào tạo, nó mới thuộc nó nhớ. Chứ còn làm chi các cái chuyện mà cái như là bỗng dưng ở đây. Đó, mà bé Tường Lam nó thật sự, nếu bé Tường Lam mà so với cái độ mà của là bé Đức Tâm ngày xưa đó, bé Tường Lam không bằng. Tôi dám khẳng định là bé Tường Lam không có bằng bé Đức Tâm ngày xưa. Đó. Mà bà con thấy không? Đó. Do cái câu chuyện này nó nổ lên đó, là nó có cái phân vấn đề là cái vế thứ hai mà tôi từng chia sẻ là cái dị đoan mê tín đó. Nói chuyện được với thằng tài, nói chuyện được với thổ địa đó, biết được cái niên mạng của một con người. Đó. Cho nên câu chuyện là nó đi xa, là đi xa từ đó. Đó là một trong những đoạn bẫy mà nó bẫy cái câu chuyện, bẫy con bé này nó lên một cách là vô tội vạ. Lúc chiều tôi có xem một số kênh YouTube, nó bảo rằng coi như là bé bây giờ nó đang sống yên vui hạnh phúc, mất chi mà phải là bảo rằng để là trả lại tuổi thơ của bé. Tuổi thơ của bé đâu có mất, xin thưa các ông, từ lúc mà bé lên đó, từ lúc bé lên không gian mạng đó, là có hai cái luồng coi như là trái chiều. Một bên là ca tụng bé lên tới nắp, một bên đó là người ta thấy cái vấn đề đó là một trong những cái rất nguy hiểm cho bé về lâu về dài về sau này. Đó. Người ta cố tình người ta chia sẻ những phân tích ra để cho bà con nhìn nhận một cái sự thật. Bé không phải là Phật tái sinh, bé không phải là một cái vấn đề mà để cho những người mà nói thật sự không biết rõ về cái căn nguyên mà đã cái đẩy bé lên một tầm cao mới. Đó, cực kỳ nguy hiểm. Đó. Người ta đang nói là đang nói vấn đề đó để cho cả những cái sự việc này nó chìm lắng đi. Và người mẹ chỉ cần lên mạng xin lỗi cộng đồng một tiếng thôi, vì tất cả những vấn đề đó là do người mẹ mẹ là một trong những người khởi xướng câu chuyện. Để. Thì tôi nghĩ câu chuyện này nó sẽ chìm lạnh thôi, và tất cả những cái gì tương lai của bé có khả năng là cứu lại được. Chứ còn nếu với cái đà này, nếu với cái đà này mà để cho xã hội phải là có lời qua tiếng lại, rồi bị cái như là một số thành phần gọi là tà kiến dị đoan mê tín, rồi đẩy câu chuyện đi xa hơn, thì tôi dám chắc rằng anh rằng về tương lai của bé là vô cùng cái như là mờ mịt. Sau này bé đi học, rồi bạn bè nhìn vào, rồi cái như là tất cả sau bé lớn lên cái túi mà cái như là nói thật sự quý bà con, có nhiều cái mà chúng ta không thể lường trước được. Cặp mắt cái thời gian là nó nguy hiểm lắm. Cặp mắt thời gian là họ nhìn họ soi ghê lắm quý vị. Cái tôi đang nói là cái vấn đề như vậy. Đừng để một đứa bé bình thường mà biến thành một đứa bé bất thường, để cho cộng đồng mạng nhìn vô, rồi sau này về tương lai của bé sẽ có nhiều cái vấn đề, nó cũng cực kỳ nguy hiểm cho bé. Tôi thấy có nhiều cái thấy hình như là nó thật sự giáo nói như cái chị lúc nãy nói, tôi hoàn toàn là hoan nghênh, thùng rỗng là hay kêu to. Tôi nói quý bà con đó, nếu như mà nói thật sự đó, bé mà cái như nó có một cái gọi là cái sự mà hiểu biết về Phật pháp mà cái như là thâm sâu như mấy vị này nói đó, là tôi nói là ở địa phương người ta biết trước, ở địa phương người ta biết trước, những người trong dòng họ biết trước. Nhưng đằng này nó thật sự người cha của bé là cũng không biết luôn. Ủa sao kỳ vậy? Bà con ngày mai bà con cứ thử đi, bà con ra ngoài chợ bà con mua một cái trái cây mà có mùi thơm nha, bà con có bó trong lưu bà con đậy lại thì cái mùi thơm nó vẫn phản phát. Mà bó trong cái bao quý vị cột kín lại thì nó thật sự cái mùi thơm nó vẫn còn phản phất. Đừng nói chi cái chuyện mà con bé Tường Lam mà nó thuộc lầu kinh Phật, nó đoán được vận mệnh của người ta, đoán được cái như là cái niên thọ của người ta, mà người cha lại không biết. Bà con thấy vô lý hay không? Người cha biết chỉ thông qua những cô kế toán nói, chứ còn người cha không biết.
của con của mình nó tài năng như vậy, sao người cha lại không biết? Đây là một trong những cái tôi thấy là bất ngờ. Có nghĩa là người cha cũng là, có phải là người cha vô tâm không? Tôi nghĩ với cái người cha bé Tường Lam không phải là cái kiểu người vô tâm. Mà tại sao là câu chuyện con của mình nó vi diệu cả đấy mà người cha đến bây giờ mới biết thông qua một số kênh YouTube quay lại? Đây là một trong những cái chúng ta phải đặt cho họ. Có phải là bé ở nhà có thực sự nói như vậy hay không? Hay đây là một trong những cái phim mà đã PR lên với mục đích gì? Người cha cũng đã từng có những cái chia sẻ, người cha biết được con mình đoán tuổi thọ của một người nào đó thông qua mấy em kế toán ở tại công ty. Chứ còn người cha nó thật sự từ trước giờ người cha đâu có biết đâu. Tôi nói bà con ngày mai cái thử đi, mua một cái miếng mít thôi, rồi dìa bỏ trong cái lu đó, lu gạo đậy kín lại đi, chắc anh rằng cái mùi thơm nó sẽ phảng phất cả nhà. Dù có bỏ trong bao cột lại thì mùi thơm nó cũng lan tỏa. Mà nếu như trong cái trường hợp bé Tường Lam nó vi diệu như vậy đó, thì chắc anh rằng trong nhà biết trước thì ngoài ngõ họ cũng hay rồi. Địa phương họ cũng biết rồi, bà con chồm xóm họ cũng là nghe hết rồi, đúng không? Nhưng tất cả là chúng ta không có, từ tới thời điểm bây giờ, ngay cả người cha cũng kết luận một câu, anh mới biết cách đây kể như là mấy ngày qua mấy cô cơ toán. Thì tôi hỏi quý bà con sao lạ vậy? Con của mình nó tài năng như vậy, con của mình nó là Phật tái sinh như vậy, mà mình là cái như là không biết, có mỗi người mẹ biết à, còn người cha không biết. Điều thấy vô lý không? Đấy. Một cái hiện tượng cũng là diễm phúc, hạnh phúc và danh dự cho đạo Phật nói chung. Thì kính thưa quý vị, địa cầu 200 mấy chục nước mà hân hạnh nhất là đất nước Việt Nam chúng ta. Quá địa cầu 200 mấy chục nước nhưng mà hân hạnh nhất là đất nước Việt Nam chúng ta. Tôi nói ông nghe nè ông ơi. Có nghĩa là xin lỗi quý bà con, trong câu chuyện này ông này ông nói bậy, ông nói không đúng. Ông có thấy mà ở tại đất Mỹ mà một đứa trẻ 9 tuổi mà nó kể như là kết thúc cái chương trình đại học chưa? Ông thấy chưa? Đấy là thằng đồng thứ thiệt đó mà người ta kể như báo chí lên thôi. Rồi ông đặt những cái vấn đề đó chưa? Ông đã xem chương trình mà tài năng kể như là siêu trí tuệ Việt chưa? Chưa xem đúng không? Ông ở trong hang, ông ở trong cái như là trong núi mà cái như là bây giờ cái sự việc bé Tường Lam là ông nghe người ta nói rồi ông chọt ra ông nói thôi cho ông biết cái gì. Một đứa trẻ mới có 9 tuổi mà nó hoàn thành cái chương trình đại học đó, mà lại cái như là thua con bé Tường Lam hay sao mà ông bảo rằng đây là một trong những cái quá địa cầu là có 200 mấy chục nước mà chỉ duy nhất Việt Nam chúng ta có bé Tường Lam. Không khiếp không quý vị? Cũng ghê đấy chứ, nếu mà nó thật sự ông này cho ông đi quảng cáo, tôi nói quý bà con thâu khỏi chê nha, còn chỗ chữ không đó, toàn quảng cáo nhiều cái mà thật sự nó khác thực tế. Mà nay tôi nói ông nè, cái luật đó bây giờ cũng đã có ban hành rồi nha, anh quảng cáo mà cái như là nó không đúng sự thật đó là anh cho hết rồi sẽ biết đó. Đó là Phú Độc Lạ Bình Dương nó đăng tới nay là nghe anh em nói là đã 3 clip rồi. Và trong nước mình cũng có những cái YouTube khác cũng quay để phỏng vấn nói về bé Tường Lam ăn chay và thông hiểu Phật Pháp cũng 2-3 clip. Nhưng mà clip của Phú Độc Lạ Bình Dương là nó lên tới đâu trên 4 triệu lượt xem, là quý vị thấy con số ha, nó rất là hiếm thấy. Bởi vì Phú Độc Lạ Bình Dương này thì tôi nghĩ là tiền kiếp đó cũng có gieo nhiều cái nhân lành, vì chuyến này là hỏi về cái bé Tường Lam là xuất hiện vậy đó, thì đây là rút đại ý lại cũng như là đây là hạnh phúc cho mấy ông này. Tôi nói ra thì nó bắt lòng quý bà con, nói thật ăn cơm nó thật sự ăn nay còn chạy mai, ăn cơm mà nó thật sự ăn cơm trần gian mà nói toàn chuyện tiền kiếp không, nó có toàn chuyện trên trời trên mây không, thấy cũng kỳ. Giống như con nay cái thời kỳ là nó thật sự cái xã hội là phát triển rồi, người ta là áp dụng cái khoa học công nghệ vào cái cuộc sống hàng ngày của mỗi con người rồi, mà lại không chịu nghe, không chịu tin, lại tin toàn cái chuyện mà cái như là hội long qua sách bắt đầu thôi. Mà tôi nói cái đây chắc anh rằng cái này cũng có nhiều vị cũng cảm thấy là trước, có nghĩa rằng cái hội long qua mà cái năm nào năm nọ cũng nghe là sách bắt đầu,
Mà tôi nói thật sự tôi cũng đang tôi chờ xem cái câu hỏi năm qua là bắt đầu như thế nào, kết thúc ra sao. Đó. Mà đến bây giờ tôi thấy là cái hỏi đây là một trong những cái hỏi là cái như là cái thời gian là lò xo quá. Cứ là nói thật sự delay miết. Đó, thì khi nào nó bắt đầu thì giả sử như mình cho người ta một cái hẹn đi để cho bà con biết lúc nào cũng hỏi năm qua sắp bắt đầu. Đó. Mà cuối cùng năm nào cũng vậy hết, năm nào cũng vậy không có một câu gì thay đổi hết trơn. Đó. Mình tu nó thật sự tu có tốt hay chăng nữa thì bản thân mình cũng phải là cái như là mình được trước cái đã. Chứ còn nó thật sự không có ai hết trơn. Mình tu mình sửa bản thân mình đi cho nó tốt nó lành đi thì bản thân mình được hưởng trước. Nói lời hay ý đẹp nói ra là trăm ngàn người họ yêu thương. Đấy, đấy là tu đó. Mà tôi thấy thật sự bây giờ nó thật sự quý bà con xin lỗi mấy cụ này cụ tu mà thay ra cụ Mỹ dân quá trời. Ở đâu ra mà bây giờ đứa bé 4 tuổi? Ở đâu ra mà cái như là thuộc lầu kinh Phật? Đấy. Là thuộc kinh mà vô song. Vô song là như thế nào? Chẳng là từ trước giờ bao nhiêu kinh sách của là Phật Thích Ca cái như là để lại bây giờ bé là thuộc hết. Đấy, mới gọi là vô song với quý bà con. Đấy không? Mà nó thuộc đâu có mấy bài chú à mà nghe mẹ của bé bảo rằng đó là bé thuộc được 10 bài mà chúng ta thực tế chúng ta nghe mấy bài. Vì sao mà tôi nói cái câu chuyện này mãi? Vì câu chuyện này là một trong những cái nó rất bình thường mà qua những cái miệng của những con người này nè rồi họ PR lên với mà cái thật sự với cái độ mà ngu đần của thằng lang thang đường phố đó bắt đầu là nó dẫn dắt câu chuyện nó bảo tôi là đi tấn công con bé đấy. Cái thật sự mình nói đây là để giúp con bé nói đây để mà cái cho người ta cho cộng đồng mạng xoa dịu lại bớt đi đừng có dị đoan mê tín mà một cách mà ngu si đần độn rồi bản thân mình tự hại chính mình và hại luôn cả con bé đây là một trong những cái tôi nói tin quá thì sẽ lầm thôi đúng không? Tin quá sẽ lầm tôi đang ví dụ vừa rồi tôi đang ví dụ rồi những người mà bị giật hụi cũng từ đâu cũng từ do quá tin tin quá rồi bị người ta lừa gạt tin quá rồi cái như là làm và câu chuyện bé Tường Lam đây hiện bây giờ chúng ta thấy là cũng có rất nhiều tin ít ra bây giờ đó những người tin đó là đang bị lợi dụng đang bị lừa gạt niềm tin là có rồi đúng không nếu như ai đó mà kết luận của tôi là gia đình bé Tường Lam cụ thể đó là mẹ bé Tường Lam không có lợi dụng niềm tin của người khác không có lừa gạt niềm tin của người khác thì cứ ra để đối chất với tôi tôi nói đây là một trong những cái đã thể hiện một cái sự là mẹ bé Tường Lam đã cái như là lừa dối cái như là khán giả nó rất rõ ràng đấy, riêng cái số tuổi không đã chứng minh là đã lừa dối khán giả rồi đúng không riêng số tuổi là đã người mẹ bé Tường Lam đã lừa dối rồi chứ không cần mà mình đi sâu đi sát vào những cái mô tả chi tiết câu chuyện này nó quá rõ ràng như vậy.